chào mừng toàn thể quý vị quan khách đã có mặt tại đây để tham gia một lễ cưới vô cùng đặc biệt. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang chứng kiến một bức tranh ca khúc tình yêu vô cùng sinh động và giàu cảm xúc. Hạnh phúc tình yêu là gì? Đó là một câu hỏi mà rất nhiều người chúng ta thường đặt ra, nhưng để trả lời rõ ràng thì chưa chắc chúng ta đã trả lời trọn vẹn. Thế nhưng Khúc Bình tin rằng những ai đã yêu. Kính thưa toàn thể quý vị, lúc nãy Khúc Bình còn nói đây là một tiệc cưới vô cùng đặc biệt. Nó không đặc biệt ở chỗ cô dâu và chú rể trao cho nhau chiếc nhẫn kim cương hay trao cho nhau nhà lầu xe hơi, mà họ trao cho nhau một tình yêu thực sự. Họ sẵn sàng hy sinh vì nhau, có người chấp nhận lùi lại để cho người kia tỏa sáng. Và đã có những lần Quốc Bình đồng hành cùng với họ trong những chương trình ở phía sau hậu trường, trong những góc khuất, Quốc Bình vô tình chứng kiến được những hình ảnh họ chăm sóc cho nhau vô cùng tinh tế. Và họ cũng sẵn sàng xù lông lên để bảo vệ cho người mình thương mến. Và đó chính là niềm hạnh phúc của họ. Họ đã dành cho nhau tất cả những điều ngọt ngào nhất trong cuộc sống này. Và chính vì vậy, họ đã nhận được rất nhiều những tình cảm yêu thương của tất cả mọi người, những quý khách đang có mặt tại đây, hay những khán giả đang theo dõi chương trình nữa, những khán giả của chính họ và của tất cả mọi người. Và trong niềm hạnh phúc này thì họ cũng vô cùng biết ơn tình cảm yêu thương của tất cả quý vị cũng như hai bên gia đình. Và trong niềm hạnh phúc của những người con cái thì không thể nào không kể tới niềm hạnh phúc của những bậc cha mẹ khi được nhìn con mình khôn lớn trưởng thành, được dựng vợ cả chồng, tạo dựng niềm hạnh phúc cho con cái. Và sau đây chúng tôi xin được mời những bậc phụ huynh vui nhất trong ngày hôm nay sẽ cùng bước lên sân khấu cùng với cô dâu và chú rể. Về phía nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoàng Linh và bà Hồ Thu Nga là song thân của chú rể đại diện cho nhà trai bước về sân khấu. Và về phía nhà gái, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Võ Văn Bé Tư và bà Lê Thị Mai là song thân của cô dâu đại diện cho nhà gái bước về sân khấu. Cùng đại diện hai bên gia đình xin gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời chào trân trọng nhất. Và trong giây phút này, vị đại diện của hai bên gia đình cũng có đôi lời phát biểu xin gửi tới toàn thể quý khách. Và sau đây xin được mời ông Nguyễn Hoàng Linh sẽ đại diện hai bên gia đình có đôi lời phát biểu. Kính thưa hai họ nội ngoại, nhà trai nhà gái, cô chú, cô dì, chú bác, anh chị em, kính chào quý quan khách, anh chị em, bạn bè. Hai họ, nhà trai, nội ngoại, nhà trai, nhà gái, quý quan khách, bạn bè. Những chút thời gian quý báu đến chung vui buổi tiệc là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Trong buổi tiệc có điều chi sơ sót, mong hai họ nội ngoại, quý quan khách, anh chị em, bạn bè nhẫn tình bỏ qua cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chúc hai họ, quý quan khách, anh chị em, bạn bè một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện hai bên gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của ông Hoàng Phúc và Kim Cương. Và khi tôi đến gần, tôi nhìn thấy mắt họ rực rỡ, mắt họ đỏ hoe rồi. Và đây cũng là giây phút họ vô cùng xúc động. Bây giờ thì xin mời ông Hoàng Phúc sẽ có lời chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Buổi sáng. Đây là hai từ mà rất là thân yêu.
những người thân yêu trong gia đình, hai họ, nội ngoại, cũng như là những cô chú bác, anh chị và các bạn thân yêu của Phúc đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn cái chia sẻ của anh Hoàng Phúc. Và bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau thực hiện nghi thức dâng rượu để đất đấng sinh thành.